đây là cái cặp lo việc chuẩn bị giới thiệu đến quý vị và các bạn. Việc đã test hát tốt rồi, bây giờ việc sẽ quay chi tiết và giới thiệu đến quý vị và các bạn. Việc chào quý vị và các bạn thân mến nha. Việc mới tuyển chọn cho quý vị và các bạn một cặp lo của hãng Pioneer. Pioneer CSE700. Đẹp xuất sắc theo năm tháng nha quý vị. Đẹp xuất sắc theo năm tháng, tức là hàng cũ đã qua nhiều năm sử dụng rồi, mấy chục năm, nhưng mà nó như việc quay đây là rất là đẹp rồi. Cũng như việc vừa test để quý vị hoặc bạn nghe là biết nó đang hoạt động rồi. Thì chủ yếu việc test để quý vị hoặc bạn biết lo nó hoạt động hoàn hảo, lo này zin 100%. Trước tiên thì việc sẽ quay cái thùng, góc cạnh thùng, rồi sau đó sẽ quay căng rồi quay lo để quý vị hoặc bạn xem. Đây thùng gỗ lạng quý vị và các bạn. Thì cái CSE700 nó có hai đời, một đời là phía sau này thùng gỗ, còn một đời là bằng quang ép. Thì đây là việc tuyển chọn một cặp thùng gỗ cho quý vị và các bạn, đẹp keng, hay nói là tuyệt vời quý vị và các bạn. Này, mã số tem mát ngon lành luôn. 60W 8 ohm in da bằng CSE700. Cặp này về là hầu như là việc không có lau một miếng bụi luôn, nó đẹp. Đó. Hàng tiễn chọn mà quý vị và các bạn. Đó. Rồi, ở phía sau bên đây. Keng luôn. Đáng tiếc là đây nó chảy một miếng quý vị. Nó nè. Chảy một tí xíu, rất là ủng. Lò quá đẹp luôn mà chảy tí xíu là không được hoàn hảo. Thôi như vậy cũng được rồi, mình đồ cũ rồi. Yêu cầu quá thì cũng không được. Yêu cầu quá thì chơi hàng mới thôi, hoặc là đụng hàng tút tát thôi. Còn mà hàng mình không có tút lại này nọ thì nó vậy là nó đẹp. Rồi, để việc quay ở phía trước cho quý vị xem. Đầu tiên là cái e-căng nha. E-căng này là e-căng zin nè. Thì e-căng này á là nó cũng theo năm tháng thì đương nhiên cái vải phía trước á nó cũng bị bạc màu này nọ. Nhưng mà tem thì còn rất là mới. Tem rất là mới luôn. Tem Pioneer mới. Đó. Thì e-căng như vậy. Thì cái e-căng này thì nó cũng không quan trọng gì đâu quý vị. Nó chỉ bảo vệ lo phía trước thôi. Đôi khi trẻ con rồi chọn. Còn quan trọng là các tiếng lo và thùng lo nó đẹp. Đây. Màn FB hết nha quý vị. Trung FB, bass FB, còi 6 lỗ, còi lớn, 2 volume để tăng tiếng trung và tiếng chép. Đó. Việc đã tháo cũ lo bass ra kiểm tra rồi. Cũ chuẩn của CSE700. Màn FB, trung FB. Đó. Bên đây cũng vậy quý vị. Màn FB đẹp. À, quý vị, ở đây là cái mũi này nè. Nó mốt một tí, này là chắc do vận chuyển rồi mình đụng nhẹ. Nè, một chút xíu thôi, để việc lấy nét. Đó. Tuy nhiên thì nó lỗi gì đó. Thì việc quay để quý vị và các bạn cùng xem. Đó. Lo đẹp. Tuyệt vời. Rồi, với đôi lo đẹp như thế này thì tiền nào của nấy quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn xem sơ qua điện thoại thì quý vị và các bạn cũng thấy rồi, đôi lo là tuyệt đẹp, đẹp theo hàng bãi, đẹp theo năm tháng. Và các bạn, đôi lo này việc bán cho quý vị và các bạn giá 13 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển. Quý vị và các bạn nào chuyển khoản trước thì việc bán trước. À, việc xin phép không ship COD nha. Quý vị nào mà ở các tỉnh phía Bắc á, ví dụ như Thái Nguyên, Hà Nội rồi Lai Châu vân vân á, thì cái cặp này ship ra là khoảng 500.000 đó, việc đón như vậy. Thì ở đây thì việc đóng tuần shop đồ này nọ cho quý vị hoặc bạn vận chuyển an toàn đến nơi, bảo đảm 100% an toàn cho quý vị. Rồi, cặp lo có giá là 13 triệu đồng, giá rất là hợp lý quý vị và các bạn. Đó, hàng hóa bây giờ nó lên rất là cao, mà tuyển chọn một cặp lo đẹp như thế này thì bán cái giá này cũng rất hợp rồi, quý vị thông cảm đừng trả giá nha. Rồi, việc xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.